Rồi chào anh em à, hôm nay mình tiếp tục đi săn anh em ơi. Hôm nay mình đi săn bằng mẫu ná Adam của anh Đảm nha. Khẩu dây mình sử dụng hôm nay là khổ 11, 18, 130 nha. Hôm nay mình đi với anh hai mình nha các bạn. Chào anh em ơi. Chào anh em nha. Hôm nay để mình đi vòng ở đây coi có con nào mình bắn quay cho anh em xem à. Anh em cùng theo dõi cuộc hành trình đi săn ha. Góp cô vàng anh em ơi. Ngay đầu luôn. Ok tiếp tục anh em ơi. Bây anh em ơi. Ôm bi nha. Ok tiếp tục anh em ơi. Bài tốt hè ông cũng trắng giả chứ nè anh em. Ôm bi anh em ơi. Ông bài trắng giả nha. Ok tiếp tục anh em ơi. Rớt anh em ơi. Cu này cu gì nó ngộ quá anh em ạ. À. Anh em biết cu gì anh em nhớ bình luận nha anh em, giống cua cờm mà nó bong bong trắng trắng anh em ơi. Ok tiếp tục nha anh em. Hay cây gọi ta. Bài hết rồi. Giết anh hai ơi. Giết con trời. Dính này dính này. Gì? Ok một cú dặn anh em ơi. Ok tiếp tục anh em ơi. Rớt cú đắt anh em ơi. Rớt xong rồi với giấc này anh ơi. Chiến này anh hai anh lại mình anh lội xuống các bạn ơi. Rớt coi. Đây. Trời luôn, bỏ nón luôn. Cõi áo luôn anh em ơi. Cõi bộ luôn anh em ơi. Mày ngon. Chiến này động cư quá vậy cần luôn anh em. Gậm mà phải cha nước chảy này phải chặn đầu nha anh em. Chặn đầu mới gậm được nha. Chặn đầu là mình lội ra giữa xong mới cho xuống giữa anh em. Rớt rớt xong. Cái gì? Trời hồi khô cũng bắn được à. Vì hùng đã nó ướt hồi khô bắn bình thường à. Ủa cu dặn nha anh em. Rồi bắn đây. Cu bên sông luôn nha anh em. Yeah.
cái đi kìa. Thấy đi không? Nè, nhìn gáo đi đó. Câu bên sông nha, nha anh em. Phức rồi. Chết. Rớt luôn anh em hả? Quá đẳng cấp luôn anh em. Lai nha anh em. Đây bên sông rớt luôn anh em hả? Quá chứ thiệt. Để chạy qua bãi mình lượm rồi mình quay tiếp cho anh em coi nha. Đây anh em. Đây anh em ơi, hôm giấc này mình chạy qua bên sông được rồi nè anh em. Không biết kiếm có không, nó cay quá trời luôn anh em ơi. Cay nhiều lắm hả? Kiếm không biết có không nữa. Thấy hả? Thấy anh em ơi. Chạy lên. Ủa chết luôn nha anh em. Đây ai vô thay rồi nè. Tiếp tục ở đây ơi. Ôm bi luôn, quái dữ thì anh em à. Ôm bi luôn. Ôm bi qua bên sông rồi. Trời ơi, trời. Đây nè. Ôm bi anh em ơi. Anh hai em bắn ôm bi nha. Rất thua giặt anh em ơi. Rồi. Anh hai mình tiếp tục ôm cu anh em ơi. Đây, hôm nay lượm nhiệt tình lắm nha anh em. Lượm nhiệt tình lắm á. Một cú vàng nha anh em. Ok, tiếp tục ở đây ơi. Âm bi anh em ơi. Anh hai mình bắn âm bi cú vàng nha. Bay mất tiêu luôn rồi anh em ơi. Tiếp tục ở đây ơi. Chướng thiệt. Trời ơi trời, đồ vậy nó bay. Nó bay. Trời ơi. Nó bay. Quái trưởng nó mạnh đạn các bạn ạ. Quái trưởng bắn nó bay ít xỉu anh em ạ. Tự nó rớt rồi nó bay lại. Ok, tiếp tục anh em ơi.
càng cao. Được. Được. Trời ơi trời ơi, ông bi luôn rồi. Kèo ai kìa. Vậy mà không chết tại. Ông bi anh em ơi. Nè ông rụng nè. Đây. Bắn ông bi vậy mà nó không rớt anh em ạ. Ông bi ông rụng mà không rớt nha. Tiếp tục anh em ơi. Ôm bi anh em ơi. Rồi mất tiêu luôn rồi. Lông bay trắng giả luôn. Ok tiếp tục anh em ơi. Chích mã. Một cô dặn anh em ơi. Ok tiếp tục anh em ơi. Trúng. 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 Bay cái hè luôn rồi trời. Đặc biệt bay hè luôn. Bay chữ. Tiếp tục anh em ơi. Ôm bi anh em ơi. Bắn con dằn ôm bi à. Một con anh em ơi. Một con dằn nha. Để anh hai mình đi xuống dưới gậm nha anh em. Rồi đi vào bên đây nè. Rồi đây anh em, cô dặn nhanh em, tiếp tục anh em ơi. Yeah. Cô đắp nhanh em. Gớt anh em ơi. Gớt, gớt. Vãi chợ gớt rồi xong dứt luôn. Gớt rồi xong kìa thấy không? Có đường qua không hay lỗi? Chắc bên luôn anh em ơi. Ok chạy qua gụm cụ dặn nha anh em. Chỗ nó cạn bước xuống được mà.
Kêu tới không? Rồi dốc quá. Vui dần nha anh em, ok tiếp tục nha mày. Ôm bi anh em ơi. Ôm bi hà, ông bay nhóc chân anh nè. Tiếp tục anh em ơi. Ôm bi anh em ơi. Gãy giò kìa. Dòm heo, dòm heo. Bên nè. Đây. Trời ơi. Một cô dặn anh em ơi. Cô dặn nha anh em. Tiếp tục anh em ơi. Rớt. Chớp con gì vậy? Rớt. Ướm xẻ ra cánh nha. Con cua đắt nhanh em, tiếp tục anh em ơi. Rớt anh em ơi. Rớt anh em ơi. Rồi. Nó teo rồi, gặp chưa? Dục lên. Cô dặn nha anh em. Ok tiếp tục anh em ơi. Rồi chào anh em ha, mình xin kết thúc clip tại đây nha anh em. Thành quả đi săn của mình hôm nay cũng khá anh em ơi. Đấy, cũng mười mấy con ha. Sớm giờ anh em theo dõi clip hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha anh em. Ok, cảm ơn anh em, tạm biệt anh em nha.